chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Như Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền mì tương đen Bắc Kinh nha cả nhà. Thì đây là hiệu mì tương đen Bắc Kinh nè cả nhà. Hôm nay Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền mì tương đen Bắc Kinh nha. Và mình ăn chung với đùi gà cá xê cân ngon như thế nào nha cả nhà. Ngon dữ không nha. Chào Huyền, mời cả nhà ăn với Huyền nha cả nhà. Cái đùi gà rán này nè cả nhà, Huyền chiên bằng nồi chiên không dầu á cả nhà, nó lên màu rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Khói còn lên nè cả nhà, ngon quá. Bữa nay mình chát miệng là dưa hấu. Ngon quá cả nhà, mì thì rất là ngon cả nhà. Mì tương đen Bắc Kinh ăn với đùi gà cáp chê tuyệt vời. Con gái Huyền á cả nhà đang ăn đùi gà rán ở ngoài á, hai anh em đang ngồi ăn đùi gà rán ở ngoài á cả nhà, với ăn mì ăn mì giống Huyền luôn, kêu vô quay không chịu vô quay. Hai gói mì này cũng nhiều á cả nhà. Mì này 28.000 một gói nha cả nhà. Ngon quá. Cỡ này ông trời ông chở gió lạnh đó cả nhà. Gió tết đó. Lạnh quá cả nhà. Cái ẩm lạnh cái nó làm mình khô da, rồi khô họng, đau họng, gắt họng cả nhà. Huyền bữa nay Huyền muốn khăn tiết luôn. Đùi gà cá xê chiên tại nhà nha cả nhà, chiên bằng nồi chiên không dầu nha. Mà công nhận chiên bằng nồi chiên không dầu cái màu nó đẹp quá cả nhà ơi, mà nó giòn khấu ngon quá nha. Mà ăn nó ít có dầu mỡ nữa. Còn mình chiên bằng dầu á rất là nhiều dầu. Chấm với tương ớt cay cay nữa, ngon xuất sắc. Đó. Bây giờ mình ăn kèm miếng dưa hấu vô nha cả nhà. Huyền mời cả nhà ăn dưới với Huyền nha. Ăn ngon.
xuất sắc. Dưa hấu nó ngọt ngon quá cả nhà. Huyền mà cả nhà tiếc cho Huyền mì nữa nha. Bữa nay Huyền làm hai gói mì á cả nhà, Huyền dồn chung một dĩa. Nhìn thấy nó ít phải không? Chứ nó rất là nhiều luôn á cả nhà. Huyền mời cả nhà nha. Huyền ăn hai gói mì, một miếng dưa, cái đùi gà nó cả nhà, no quá no à. Huyền hết hai gói mì cả nhà. Bây giờ Huyền mời cả nhà tiếp cái đùi gà. Ngon. Bữa nay ăn ngon mì trộn đùi gà cáp chê, xuất sắc cả nhà. Công nhận đùi gà cái màu đẹp. Cái nồi chiên không dầu cả nhà, chiên rất là ngon cả nhà, những màu đẹp. Nhưng mà da cũng già giòn á cả nhà. Da cũng giòn gụm luôn. Chiên bằng cái này nữa cả nhà. Trong con gà này có bao nhiêu dầu nó chảy cho ra. Nó chảy cho ra cái nồi chiên không dầu. Còn mình chiên bằng dầu ăn á thì nó hút cho vô nha cả nhà. Cái đùi gà này nè cả nhà, cái vị này là vị cay nha cả nhà, nó cay, chấm thêm tương ớt nữa. Còn miếng dưa Huyền mà cả nhà ăn cho hết luôn nha cả nhà. Thì Huyền cũng đã ăn xong cả nhà, Huyền ăn hết hai cái đùi gà, hai gói mì, một miếng dưa siêu to luôn cả nhà. Đây là một miếng dưa cắt ra siêu to luôn nè cả nhà. Đó. Đó. Siêu to khổng lồ luôn nè cả nhà. Đó, trái dưa đẹp không cả nhà, chín đỏ rất là ngon luôn. Bây giờ Huyền mời cả nhà uống nước với Huyền nha. Ngon quá cả nhà. Bữa nay ăn mì Bắc Kinh á với đùi gà KFC á, mình ăn chung trời ngon quá cả nhà ơi, rất là ngon luôn. Mì tương đen Bắc Kinh ăn cũng ngon lắm cả nhà. Thì dưa này thì siêu ngọt luôn. Thì bây giờ Nhu Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc Nhu Huyền thì cả nhà hãy đăng ký, like, share, ủng hộ cho Huyền nha. Thì năm mới Nhu Huyền chúc cả nhà luôn luôn được nhiều sức khỏe và phát tài phát lộc nha cả nhà. Thì bây giờ Nhu Huyền xin bye bye.